giờ còn dư hai chỗ. Xe đi tổng xoay ra coi hiểu, đứa nội nào mới trả lời đấy. Bây giờ quý vị nào muốn đi nghe bây giờ thì ta đi. 6 người đó là 6 chỗ. 6 chỗ. Dạ. Quý vị nào cần đi nghe bây giờ chúng ta đi còn 6 chỗ. Cái chương trình con nít mà mấy bà già không muốn đi. Quý vị hay không? Quý vị đọc được tư tưởng của con cháu nó nghĩ cái gì? Để rồi mình biết rằng nó bây giờ nó kể tuổi này nó nghĩ cái này. Rồi cái băng dĩa này nó truyền ra cho những đứa bé khác nó coi cái show này. Thành ra là rất là hay. Thì thế đó là những cái. Con trả lời đi. What I would do if my parents were disabled, I'd move them downstairs so that they can move around to the kitchen easily. And if they wouldn't be able, no, if they still can't move around, then I try to help them as much as I can, like get the stuff that they need. And then since if they're disabled, moving around is going to be a lot of pain for them, so I'm calling a family doctor to come over to check up on them. And then, I make it more easier so they won't have to move around a lot because they're disabled. Okay, good. How about you? So the point is, if your parents are too old and can't move around, you're going to send them downstairs so they can move around easily. And then if they can't do that because they are handicapped, you're going to call family doctor over to help. Is that right? And then you will help them. Okay. Charlie nói rằng là nếu ba mẹ già mà bệnh, đặc biệt là bệnh ung thư, thì Charlie sẽ cố gắng khuyên ba mẹ để uống những loại thuốc mà ba mẹ cần phải uống. Rất là cảm ơn con. Trả lời, xin ông để cho con năm đa la vì con mới có 7-8 tuổi, con đã có tư tưởng đó thì bệnh già thì đi mua thuốc cho uống, biết đâu hết bệnh. Mà uống không hết thì mua thuốc chuột cho chết luôn. Nhưng mà nhớ hỏi có live show đang không? Bây giờ nè, thời gian còn ngắn nè, con đã thiết nghĩ thì chuẩn bị cái này quan trọng nè. Bây giờ tôi mới sẽ trở lại trả lời cái câu hỏi. Khi mà có job, có bằng cấp là doctor, engineer, mỗi tháng có tiền, có nhà mua trả góp, có xe mua trả góp, có children, có tất cả. Và nếu một người nào đó sẽ cả trả lời rằng, ôi dễ lắm, tôi sẽ mua insurance. Khi mà tôi bị lay off là cái gì đó, mình mua cái accident insurance, đúng không? Cái câu trả lời rất thông thường, mình mua ví dụ như 1 triệu đô la đi thì nó cover trong vòng trả một ngày trong 1-2 năm. Nhưng câu đó cũng chưa phải là the best, vì có nhiều life insurance company nó bị bankruptcy. Có không quý vị? À, nó bankruptcy là coi như không làm gì được nó. Cho nên nãy giờ những cái em nào mà nói là tôi saving khi mình nhận được tiền thưởng, các em đó biết lo xa. Tôi để dành để mà phụ ba má trả môn nghệ, tôi để dành để phụ ba má trả student loan, và để dành để in khe và bankruptcy. Những em đó có cái nhìn đó là các em biết saving money. Cho nên theo thống kê của Hoa Kỳ, khi một người kỹ sư Mỹ và một cư sĩ Việt Nam làm bằng lương nhau 100 ngàn một năm, nhưng mà khi xảy ra lay off, kỹ sư Việt Nam có thể sống tới 4 năm mà không bị mất nhà. Kỹ sư người Mỹ vì không được phòng xa, không biết tiết kiệm, cho nên chỉ có 60 ngày, 90 ngày là trở thành homeless. Ở kế làng A Di Đà, ở miền Nam Cali, có rất nhiều ông kỹ sư mà phải ở lay off ở trong những cái căn liều đó quý vị. Cho nên cái đầu tiên mà tại sao chúng ta đang giàu mà chúng ta có tiền rồi chúng ta bị lay off? Vì tụi con bất hiếu với cha mẹ, vì tụi con ăn xài phung phí, vì tụi con không biết tiệm khi tụi con còn nhỏ. Cho nên khi xảy ra những cái chuyện mà đau ở trouble, tụi con không có cái tiền để dành. Cái điều bé sẽ là cái thứ hai nữa là tụi con có phước thì tụi con mới không bị accident. Mà tụi con muốn không bị accident thì cái đầu tiên tụi con phải có hiếu cha mẹ. Khi có hiếu cha mẹ rồi tụi con phải dùng tiền đúng chỗ. Tụi con biết tại sao là Bill Gates mà the richest man on the world? Vì Bill Gates là một cái người hàng năm gửi hàng million đô la những quốc gia nghèo ở châu Phi, gửi hàng million đô la
giúp cho những học sinh student nghèo ở Hoa Kỳ và gửi những hàng triệu đô la để mà nuôi những người cancer. Vì Bill Gates làm việc tốt cho nên Bill Gates hưởng được quả tốt. Đó là đạo Phật có định luật: trồng apple thì ăn apple, mà trồng me thì ăn me. Đi học thì biết chữ, biết xê vinh thì khi gặp trouble chúng ta có tiền để dành, hả? Là coi như biết phòng xa. Đó là bản chất của người Việt Nam. Chúng con là những người Việt Nam, chúng con sinh trưởng tại Hoa Kỳ. Nếu sư ông không dạy cái này, không dạy tụi con tạo phước đức. Tạo phước đức là sao? Biết nghĩ tới cha mẹ. Rồi tạo phước đức là sao? Biết thương người nghèo. Rồi biết để dành tiết kiệm. Thì những người đó mãi mãi không bao giờ hết phước. Mà không bao giờ hết phước thì không bao giờ bị lay off. Mà không bao giờ bị lay off mà lại còn được làm những tư giúp hơn. Do đó câu trả lời là phải tạo phước, tạo đức, hiếu để cha mẹ, phòng xa và ăn ở tốt cho mọi người. Khi con giúp với mọi người thì khi con đi lạc nạn, người ta sẽ giúp con. Đó là cách giữ gìn tài sản không bị mất bằng phước đức của chính mình tạo ra. Sư ông bữa nay, tất cả những em ở đây trả lời không trả lời, có trúng hay không trúng, sư ông thành tán thán các em đã đến đây tham dự Youth Center để mà tham dự pháp tu. Các em mỗi đứa đứng lên, sư ông sai ra sai cứ đứng lên, mỗi em nhận $2 coi như là bonus tán thưởng các em. Đừng đứng lên đây, phát điều nha, ông phát đi, đứng nha, hôn để đi nha, phát điều đúng. You get the money, just walk for a minute. You get out. Hold on, stand up. I want show people talking about you feeling. You talking about me. Lãnh đạo, con nói cho tụi nó đại diện. Nó nói được cảm nghĩ của một em. So guys, please sit down again. Please, all of you sit down. Sit down. And now the next thing is the master would like you all to express your feeling about this afternoon, how you feel, okay? Nói nó là sau khi mà ba ngày tại hè, after you extend the 3 day on the summer camp in the youth center, what you feeling about? You feeling happy? You feeling funny? And next year you will come back again and again. You tell about who? Who can tell that? You feeling? Fun for me. Although there were moments where I just wanted to go home. I didn't really like it here sometimes. But then, when I really think about it, it's been a really great experience. Everyone here is nice, and it was really fun. I would come back here again next year. I'm sorry, I missed the last part because he was talking to me. I'm sorry. Can you say that? The experience here was really good. Everybody was really nice, and I would definitely come back here next week. What's your name? Em nói rằng là sau 3 ngày ở đây, ở trại ở đây, em rất là vui, có những giây phút rất là vui. Nhưng mà có những lúc thì cũng cảm thấy là muốn đi về. Nhưng mà sau đó thì không có suy nghĩ như thế nữa. Và em mới đã có những cái kinh nghiệm rất là vui vẻ ở đây và chắc chắn sẽ quay trở lại đây. These few days has been very fun and exciting. Em Snow nói rằng là trong vài ngày vừa qua thật là rất là vui vẻ và chắc chắn rằng là con sẽ quay trở lại. My name is Carter. I'm 7 years old. I live in California, San Jose. I drive here for 16 hours. I feel
I feel good to go here. I had lots of fun, made new friends, and my brother even made me a stick that is pointy. Did you learn? I learned about Buddhist and lot and other Carter nói là Carter đã lái xe mất 16 tiếng đồng hồ từ San Jose, California đến đây trong mấy ngày vừa qua, và Carter đã có rất là một thời gian rất là vui ở đây, và Carter đã rất là thích thú. Và Carter còn nói rằng là đã học được, học hỏi rất là nhiều điều, học về Phật. Nói chung như vậy thôi, và những điều khác nữa. Okay, let me ask you another question. What did you learn over the last 3 days? The most important that stick in your mind. That you should always follow the ways of life. Trong mấy ngày vừa qua con đã có một thời gian rất là vui vẻ, rất là thích thú, và con sẽ quay trở lại. Và câu hỏi của con đối với em bé rằng là con đã học được điều gì thì nói là học được rất nhiều, nhưng mà hỏi cốt lõi con học được cái gì thì không trả lời được. Nhưng mà nói chung là rất là thích và thích quay lại đây. I'm Chris, 14. This place is really fun, and but I was disappointed because this year all of my friends weren't here, and we have to wait 1 year, and the camp's only 5 days long. Yeah, 1 year to come back. Yeah. Like, there's so much new people, but my old friends aren't here. The only friend I made is putting trash over here. A friend you made here, only Bobby. Okay. Nói chung thì rất là vui, nhưng mà năm nay con rất là thất vọng. Tại vì con quay trở lại đây thì hầu hết những người bạn mà con gặp năm trước thì không có ở đây. Và tuy nhiên con còn làm bạn được với là Bobby. Master, sorry about that. Because all your old friends, they're from Arizona, some all other state, but this time most the school on Arizona, they start begin our 3 weeks ago, right? That's why I draw my. Maybe next year I start the summer camp, maybe on July. That's why you will miss all the old friend and the new friend together in the youth center. Okay, and another thing that I want to add is, xin lỗi con quên. Còn một điều nữa mà con muốn nói thêm là Bobby nói là rất là thất vọng, tại vì phải chờ thêm một năm dài nữa mới có một cuộc ấm trại như thế để gặp lại bạn. Wow, very good. Let me ask you a question. You're 14, is that right? Can you tell me one thing you learned from the camping this year? What did you learn from other adults that taught you over the last 3 days? Well, I didn't really learn anything from adults because I don't interact with them. But I learned that these two cheats, watch out for them, they cheat. All right. I understand, okay? Tell me what you learned, because Master, of course, taught you something. I was not here over the last 2 days, but I was hoping that some activities outside that help you might learn something that stick in your mind, right? Well, the Master taught me that, that he's a really nice guy, and he likes kids.
is a really cool body. All right, one more thing. What do you think about Buddha? What are you gonna do in the future? Buddhism is a great religion, but there's a bit of restriction. So I don't really know. It's a hard decision. I might stick to Buddhism. I might go atheist. I don't know. So you Christian? Oh, Christ. What's your name again? Chris nói rằng là câu hỏi của con dành cho Chris là bởi vì Chris là 14 tuổi cho nên con hỏi là trong 3 ngày qua thì em đã học được gì từ với các huynh trưởng và với sư phụ. Thì Chris trả lời rằng là điều đầu tiên mà em cảm nhận được là sư phụ là một người thông dịch cụ thể theo tiếng Việt là một người rất là very cool. Tiếng Việt rất là tuyệt vời. Theo nghĩa là thầy là một người mà đáng khâm phục để mà noi theo. Nhưng mà con muốn hỏi Chris là em đã học được gì, em suy nghĩ gì về con đường của Phật giáo. Thì Chris nói là bây giờ thật là một câu hỏi rất là khó trả lời cho em bây giờ. Tại vì đạo Phật là một cái đạo mà có những cái nguyên tắc rất là khó để mà tuân theo, cho nên bây giờ em chưa biết theo Chúa hay là theo Phật. I will ask you when you 18 years old. That's why I tell when you enough become a gentleman, I will ask you that answer. My name is Kevin. That I think this temple before, I think this temple was about to be boring, but like when I just got here, it was so joyful to me. That I have so much fun that I thought the food was so bad, but it tastes so delicious. And I learned from the master that I can get way up to heaven. Kevin, 10 tuổi mà đã trả lời được một câu trả lời rất là tuyệt vời, là rất là thật thà trong tâm rằng là ban đầu con mới bước chân tới đây, con nghĩ đây sẽ là một nơi rất là chán, buồn chán. Nhưng mà khi con đến đây rồi thì thực sự không phải như vậy. Rất là có những điều rất là lý thú, và con nghĩ thức ăn ở đây có thể là rất là tồi tệ, nhưng mà thực sự thì rất là ngon. Wow! Mấy bà tám giờ biết sẽ cho con ăn mập lên 20 bao nữa. Và con còn nghĩ rằng là you say that Buddhism is a great religion. Và con còn có suy nghĩ rằng là đạo Phật là một cái đạo rất là tuyệt vời. Quý vị thấy chưa? Phải làm những cái gì để cho các em không bo đinh. Thầy bảo đảm với bác em vô đây tụng chú đại bi, quỳ lại gặp thầy hướng đúng. Còn vô đây master lên nhảy dây, rồi chơi nước, rồi lăn, rồi lộn đóng kịch để cho các em quẹt kem cậu đâu lên làm đuối trò. Do đó các em với đạo Phật là tuyệt vời. Cho nên các tăng ni của thầy coi cái băng diễn này phải quyển chuyển các hoàng pháp. Và con có nói gì nữa không? Dạ, và Kevin còn nói thêm một điều rất là quan trọng nữa mà các em nên lắng nghe, rằng là Kevin nói là con đã học được từ sư phụ một điều quan trọng, rằng là nếu mà con tiếp tục hoàng đạo thì con sẽ được lên thiên đàng. Wow! I had a question. Right now I got a lot of property. Did your center don't have the owner? I think maybe I will pass away very soon, maybe next year, or maybe couple years. Who become the Buddhist monk today? If you say, oh Master, I will become the Buddhist monk, I will give youth center to that monk. Who want the owner of the youth center? Who want to take the power from the youth center? Who? You? Who want to control the youth center? Yes. Tell. Why? Bobby? You want to become the monk? Bobby, do you want to answer? Dạ
So who of you over here would like to become the next monk? That's one to succeed master. You are the next monk. You become the vice resident of the youth center, and later you will direct all the program in the youth center here. And that time I will retire. Yeah, him. Yeah. What's your name? My name is Adam. I'm 10 years old, and I want to become a monk because monks are good. And they follow Buddha, so I want to follow Buddha too. Wow. Great answer. Adam nói rằng là con muốn trở thành vị sư phụ tiếp theo, bởi vì con nghĩ là sư phụ rất là tuyệt vời, và bởi vì sư phụ là đi theo gót chân của Phật, và con cũng muốn đi theo gót chân của Phật. You got it. Come here. You say goodbye to your mom, your dad. Where your mom? Come here. Come here. Come here. Where your daddy? Come here. Your mom, come here. Come here. You want to become the monk because you say I am the master before. You want to follow Buddha, okay? And now follow Amida. Now, you, the vice resident of the youth center, you got a flower, okay? And you got only 5 minutes. Say goodbye to your mom. And never see her again, okay? Tonight, you have to stay here. You have to lead up the youth center. You have to take care of everything. Okay. When people are hungry, you have to supply the food. When people love your hand daughter, you have to take care of her mother. When people are fighting trouble, you have to make them happy. Okay. Sit. Light. Bow. We should bow. Bow. On your say knees. Goodbye. On your knees, please. Why? On your knees. Not this time, right? How old, when, maybe, when you? 40. 40? Wow! Okay, look, I remember, 40-year-old, go to CP, right? Go to the hill! Bây giờ thấy không? Muốn làm vậy thì làm giữ lại, mẹ vô đây không dám nữa. Rồi bây giờ không có thời gian nữa. Thầy xin nhường lời cho huynh trưởng. Thầy xin 8 tháng hai Phật tử huynh trưởng của hướng đạo đã đến đây đóng góp một phần để cho thầy có những cái sinh hoạt để giúp cho các em. Và bây giờ trong thời gian thầy sẽ anybody guys money, ok, đó là lucky money. Con có đúng lời lời không? Cảm biến con ơi hả? Con ngon hu. Yeah, you want to become the virus student of your center? My name is Carter. I'm 7 years old. And I do not want to be the owner. Because whoever will be the owner, then I could help by getting a job, get more money for the new owner. I hear about he don't want to become the owner. He don't want to stand on the title of the youth center. But he want assistant, like much. But yeah, he want help, but he don't want the owner. I hear about that, maybe. Right. Không có làm chủ. Oh,
Carter nói rằng là con không muốn làm chủ, con chỉ muốn con tự đi làm việc và con lấy tiền để con giúp những người mà làm chủ thôi ạ. Wow, that's good. Anybody got the money? Anybody? Win or lost, you still got the money. This is the relief from the youth center. Đây là đưa tiền thêm. Không có gì để đưa tiền. Không có cái ý nghĩa, không có cái sự ứng dụng. Anybody got the money from the master, good luck to you. Sư ông lộ sư ông không có nào đồ đây là sư ông. Con xin hết được vài lời. Một số em nhỏ nhận tiền và may mắn của sư phụ đều mang lên để cúng dường lại sư phụ. Và thưa quý vị, quý vị nào muốn xả giới thì vào trước chánh điện. Điều thứ hai nữa, thưa quý vị, có một số quý vị muốn nghe với thầy thì cũng vào trước chánh điện để rồi thầy cho quý vị. Và phần giới thiệu thì quý vị làm cái chuyện việc sao xin nhắc lại. Một lần nữa xin nhắc lại, quý vị nào muốn xả giới thì vào ngay chính điện đứng vào phía bên trái của thầy. Quý vị nào muốn quy y mà chưa có giới thiệu thì cũng vào trước giới thiệu để tôi xin thầy, để cho thầy cho quy y. Còn giới thiệu quy y thì quý vị sẽ làm sao với lại chút điểm hay như là mất. Wow, I'm happy. More happy. More happy. Any children, please come to the upstairs to get some more candy and the chickens. Chị Thu ơi, microphone có rồi. Xin nhắc lại quý vị nào xả giới thì đứng phía bên trái của thầy. Còn quý vị nào muốn quy thì đứng phía bên tay mặt. Và thầy sẽ làm lễ quy cho quý vị, rồi quý vị đi làm cái chút chuyện để nhận cái điều sau.